tìm hiểu môi trường thì hai vợ chồng đã thấy những cái đầu tiên là đã nghiên cứu về cái giá trị mà môi trường trao đổi cũng như cái chất lượng của môi trường. Thì chương trình giảng dạy thì vừa song ngữ và vừa tiếng Việt thì đảm bảo cho bé sau này định hướng hai vợ chồng là để cho con trở thành một cái công dân toàn cầu. Thì cái chương trình vừa có kết hợp và cả toán là khoa học của Singapore cũng như là những cái vẫn giữ những cái nét truyền thống của Việt Nam thì đảm bảo những cái mà hai vợ chồng đang theo đuổi để nuôi dạy bé. Đồng thời thì bé cũng đang mẫu giáo, cho nên là ngôi trường này vừa kết hợp cả từ mẫu giáo lên tiểu học thì bố mẹ tin tưởng những cái quá trình học của con nó xuyên suốt và không bị gián đoạn. Đó là về chất lượng. Ngoài ra về học phí của ngôi trường thì nó khá phù hợp, đặc biệt là bố mẹ thì cũng ở cái tầm vừa 30 tuổi thôi, thì cái chi phí để con theo đuổi một cái chất lượng giáo dục như thế này và cái học phí thì nó khá phù hợp với lại cả hai vợ chồng. Ngoài ra thì cái môi trường ở vị trí cũng khá là thuận lợi, thì gia đình đi qua đây thì đưa bé qua chỉ có tầm 5 phút. Chính vì vậy cho nên là hai vợ chồng quyết định là chọn ICF trở thành môi trường của con. Sau khi tìm hiểu thì mình thấy ICF có một cái môi trường nó rất là tốt mà rất là phù hợp cho bé nhà mình. Ngoài việc là chương trình của trường được thiết kế theo cái chế độ song ngữ nhưng mà lại không có bị học chồng, chương trình được thiết kế vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Việt nhưng mà cái thời gian nó vẫn đáp ứng được, thì cái này nó làm cho con vừa nhẹ cái thời gian học hành nhưng mà vừa tăng thêm cái thời gian để con có thể tham gia những hoạt động ngoại khóa ở trường và có thể ở lại thêm thời gian để ba mẹ có thể đón trẻ hơn một chút, thì nó hoàn toàn là một cái điều kiện thuận lợi và giúp đỡ cho phụ huynh rất là nhiều. Và cái bằng cấp của con thì cũng là bằng cấp được quốc gia công nhận. Sau khi mà mình cho con tham gia vô cái buổi tìm hiểu về mức độ sẵn sàng của bé thì mình thấy rất là yên tâm, vì nhà trường có những cái quy trình là đánh giá và ghi nhận thông tin tìm hiểu về từng bé rất là chi tiết, rất là cặn kẽ, thì như vậy nó giúp cho phụ huynh yên tâm là nhà trường đã hiểu được bé như thế nào và mỗi bé có một cái mức độ về năng lực khác nhau, do đó là nhà trường có thể dựa vào những cái thông tin này để mà có một cái chương trình phát triển riêng biệt cho mỗi bé. Chị cảm thấy chị thích không gian của trường, cơ sở vật chất tuy là trường theo dạng boutique thôi nhưng mà có đầy đủ sân bóng nè, hồ bơi và khu vận động thể chất cho các bé, có phòng nhạc, có bếp. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chị thích về cái gọi là cái hướng đào tạo, cái hướng giáo dục của trường về chương trình dạy học cho các bạn. Một điều cũng khá là quan trọng đó là cái học phí cũng như cái chương trình, những cái chính sách ưu đãi giảm giá, nói chung là nó phù hợp với cái nhu cầu và cái hướng mà chị đang muốn cho bé nó đi theo về. Con mình đây là lần đầu tiên bước chân vào tiểu học cho nên mình là rất là bỡ ngỡ khi mà tìm trường cho con. Với lại với mong muốn là tìm một cái trường song ngữ thì thấy cái mức học phí ở ICS có vẻ phù hợp với lại gia đình mình thì mình cũng bắt đầu liên lạc để tìm hiểu. Lo lắng môi trường học tập cho nên là mình cũng rất là đắn đo. Nhưng sau khi các bạn tư vấn viên tư vấn cho mình về cái chính sách ở trường, môi trường học, về chế độ ăn nghỉ và các đặc biệt là các cái chương trình học của bé, thì là từ việc mà mình bỡ ngỡ thì mình đi tới việc quyết định cho bé học ở đây thì cũng rất là nhanh chóng thôi. Tại vì các bạn tư vấn kỹ càng mọi cái vấn đề mà mình thắc mắc và mình cảm thấy hài lòng. Khi mình quyết định cho học thì các bạn rất là nhiệt tình gửi hồ sơ, gửi các giấy tờ có liên quan và gửi cái chương trình test đầu vào và hẹn ngày giờ phù hợp với lại cái giờ rảnh của mình. Và các cô giáo nói chung rất là tâm lý khi mà nói chuyện với con mình, khiến bé cảm thấy đây là cái ngôi trường mà gần gũi, bé có thể gắn bó nói chuyện. Con mình thì trước đây cũng có học ngoại ngữ rồi cho nên là khi nói chuyện với cô giáo tiếng Anh thì bé hầu như là cũng hiểu nhiều về những cái lời cô nói cho nên là bé thấy cái vẻ tự tin. Còn cô giáo tiếng Việt thì tâm lý, nói chuyện với bé chỉ một lúc thôi mà có vẻ hiểu về tính cách của bé nữa. Cho nên mình hy vọng với cái kỹ năng sư phạm của các cô ở đây thì con mình sẽ có được một cái ngôi trường mà bé cảm thấy thân thiện và thoải mái như là ở chính nhà mình vậy.